Cũng để ý nhá, đây là mình sẽ tắt điện đi và mọi người cũng để ý cái ánh sáng của nó sẽ là không làm chói mắt, bảo vệ mắt này, không đốt cháy oxy, không làm khô da. Đấy, chất liệu bóng của Thạch Anh thì có tuổi thọ bền và lâu hơn so với cái dòng mà halogen hiện tại đang trên thị trường. Đấy. Không chói mắt nhá, mọi người để ý lưu ý. Đấy, điều kiện tối này có chức năng là quay trái quay phải. Đấy. Nó sẽ làm tản nhiệt nhanh hơn và giúp cho làm ấm nhanh hơn. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điện Máy Chính Hãng. Đèn sưởi ấm là một thiết bị chuyên dụng sưởi ấm trong mùa đông, được sử dụng trong phòng khách và phòng ngủ, phòng làm việc. Và trên thị trường hiện nay, trên thị trường được bày bán rất nhiều những cái loại thiết bị sưởi ấm với mẫu mã và chủng loại khác nhau. Trong cái đó có đèn sưởi ấm của Sinotech đã được nhiều người tin tưởng và lựa chọn. Ngày hôm nay thì shop sẽ giới thiệu cho mọi người, quý vị và các bạn, đèn sưởi ba bóng của Sinotech với giá bán vô cùng hợp lý, chỉ có 465 ngàn miễn phí vận chuyển giao hàng toàn quốc. Đèn sưởi Sinotech này được thiết kế được cực kỳ là nhỏ gọn và di chuyển, nó nặng tầm khoảng 3 kg thôi, có tay cầm dễ dàng xách, di chuyển, bảo quản và sử dụng. Thân quạt thì được làm bằng vỏ nhựa này, chịu nhiệt chống cháy này. Đấy, thân quạt được làm bằng vỏ nhựa chịu nhiệt chống cháy này. Cái lưới tản nhiệt của mình này được thiết kế chống bỏng, chống giật, đấy, bảo vệ người dùng hiệu quả. Đèn sưởi Sinotech thì được sử dụng bằng công nghệ phát nhiệt làm nóng bên trong, và chất lượng bóng của mình đây là chất lượng bóng của Thạch Anh, nóng từ bên trong. Đấy, thích hợp bỏ phòng tắm này. Với chất lượng bóng Thạch Anh như thế này thì có độ tốt và bền hơn so với cái bóng halogen trên thị trường, không đốt cháy oxy. Đấy, không làm khô mắt, khô da. Với được thiết kế bởi 3 nút ấn. Đây, với một nút ấn thì nó sẽ tương đương với một công suất khác nhau. Nút ấn thứ nhất đây, với bóng ở giữa nó sẽ nóng lên. Đấy, bóng ở giữa, đây, chất lượng bóng bằng Thạch Anh sẽ nóng từ từ với công suất là 400W. Nút ấn thứ hai thì sẽ bóng ở trên cùng thì sẽ sáng với công suất của nó là 800W. Và nút bóng thứ ba là cả ba bóng đều sáng với công suất của nó là 1200W. Đấy. Cùng với khả năng này quay trái quay phải thì mọi người cũng để ý nhé. Cùng với khả năng quay trái quay phải thì giúp cho máy sưởi hoạt động linh hoạt, giúp làm nóng cái phòng nhanh hơn và tiết kiệm được điện năng hơn, và lại có phạm vi tản nhiệt, hiệu suất làm nóng cao. Khi bị nghiêng đổ, đèn sẽ tự động là ngắt, chống lại nguy cơ phát nổ, chống cháy cho người dùng và trẻ con. Nó sẽ có một cái công tắc ở phía dưới như thế này. Đấy. Đấy, khi bị nghiêng đổ ấy, còn khi mình là để thăng bằng như thế này thì máy sẽ lại chạy như bình thường với mọi người nhé. Với giá bán là 465 ngàn, miễn phí ship, quá là phải hấp dẫn đúng không mọi người? Ngoài ra còn sản phẩm thì còn được bảo hành 12 tháng, một đổi một trong 7 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Còn chần chờ gì nữa, mọi người hãy nhanh tay và đặt hàng trong cái mùa đông như thế này, hoặc làm quà tặng của các công ty. Đấy, để liên hệ đặt hàng mọi người có thể liên hệ tới số điện thoại ở góc bên dưới màn hình 0915935868, hoặc mọi người có thể comment bên dưới cái phần nhận xét của video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.